Phân tích và đánh giá chung về nhân vật Xuân Tóc Đỏ qua đoạn trích Xuân Tóc Đỏ Cứu Quốc, trích tiểu thuyết Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng. Tiểu thuyết Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng là một tác phẩm trào phúng xuất sắc cho nền văn học Việt Nam, ra đời vào thập niên 1930, thời kỳ giao thoa giữa văn hóa Đông và Tây. Với ngòi bút sắc bén, tác giả đã phơi bày những nghịch lý và sự lố lăng trong xã hội thông qua nhân vật chính là Xuân Tóc Đỏ. Số Đỏ không chỉ khắc họa sự suy đồi của tầng lớp thượng lưu mà còn là bức tranh biếm họa về xã hội đô thị thời kỳ đó, khi giá trị đạo đức và truyền thống bị đảo lộn. Đoạn trích Xuân Tóc Đỏ Cứu Quốc là một trong những phần đặc sắc của tác phẩm, khi một kẻ vô học và cơ hội như Xuân lại trở thành anh hùng cứu nước nhờ may mắn và thủ đoạn. Qua đoạn trích này, tác giả phê phán sâu sắc sự lố bịch của xã hội, nơi giá trị thực bị lấn át bởi những trò bịp bợm và giả tạo. Ngay trong đoạn trích, sự trơ trẽn của Xuân Tóc Đỏ được thể hiện qua việc anh tự tin phát biểu trước đám đông một cách dõng dạc, dù thực chất không hiểu rõ mình đang nói gì. Câu nói phải vững lòng tin vào tương lai của quốc gia dân tộc là minh chứng cho việc Xuân nhại lại những khẩu hiệu to lớn mà anh không thực sự hiểu. Điều này không chỉ khắc họa sự nông cạn và giả dối của Xuân, mà còn thể hiện rõ sự thiếu hiểu biết của đám đông khi họ không đủ nhận thức để đánh giá đúng bản chất của những lời nói đó. Đám đông tung hô Xuân như một người anh hùng không phải vì tài năng thực sự của anh, mà vì họ bị dẫn dắt bởi vẻ bề ngoài và những lời sáo rỗng. Đây là bức tranh thu nhỏ về xã hội, nơi mà những kẻ trơ trẽn, vô giáo dục lại có thể lên ngôi nhờ khả năng lợi dụng tình thế. Trong đoạn trích, hình ảnh Xuân Tóc Đỏ, một kẻ vô tri giả tạo, được mô tả như một giáo sư danh giá, người được đám đông kỳ vọng sẽ cứu quốc. Xuân không có bất kỳ tri thức hay tài năng thực thụ nào, nhưng lại được giao nhiệm vụ phát biểu trước đám đông. Những bài diễn văn mà Xuân đọc chỉ là những lời nói được người khác soạn sẵn, hoàn toàn không phản ánh tư duy hay quan điểm cá nhân của anh. Việc Xuân đứng trên bục phát biểu trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của đám đông là biểu tượng cho sự thổi phồng phi lý trong xã hội. Đám đông bị mê hoặc bởi những khẩu hiệu rỗng tuếch mà Xuân nói ra, và họ coi anh như một người cứu tinh. Đây là một trong những chi tiết châm biếm sâu sắc của Vũ Trọng Phụng, vạch trần bản chất giả dối của những kẻ như Xuân Tóc Đỏ và sự bất công của một xã hội tôn vinh những giá trị giả tạo. Điểm nổi bật khác trong đoạn trích là sự may mắn đến một cách ngẫu nhiên của Xuân Tóc Đỏ. Từ một kẻ vô danh lang thang, Xuân trở thành một nhân vật quan trọng mà không cần phải nỗ lực hay cống hiến. Xuân chỉ đơn giản là tình cờ nhận được cơ hội phát biểu trước đám đông, và với sự trơ trẽn, nhanh nhạy của mình, anh đã biến cơ hội đó thành sự thăng tiến cá nhân. Chi tiết này không chỉ cho thấy sự may mắn vô lý trong thành công của Xuân, mà còn phơi bày bản chất phi lý của xã hội. Sự tôn vinh mà Xuân nhận được không dựa trên tài năng hay phẩm chất đạo đức, mà chỉ là kết quả của sự tình cờ và trò lố của xã hội. Vũ Trọng Phụng đã khéo léo xây dựng hình tượng Xuân Tóc Đỏ để châm biếm xã hội một cách sâu cay. Xuân không chỉ là kẻ trơ trẽn vô học mà còn là đại diện cho một tầng lớp trong xã hội lúc bấy giờ, những kẻ được nâng lên bởi sự mù quáng của đám đông và trò lừa bịp. Bằng cách để Xuân phát biểu những câu nói lớn lao nhưng thực chất chỉ là nhại lại những gì đã được người khác soạn sẵn, tác giả phê phán những kẻ quyền lực không xứng đáng và xã hội suy đồi, nơi mà giá trị thực sự bị che mờ bởi trò bịp bợm. Sự hài hước mỉa mai trong cách Xuân trở thành người hùng chính là lời tố cáo sâu sắc của Vũ Trọng Phụng về tình trạng tha hóa, đảo lộn giá trị trong xã hội đô thị Việt Nam thời bấy giờ. Đoạn trích Xuân Tóc Đỏ Cứu Quốc không chỉ là một minh chứng tiêu biểu cho tài năng châm biếm của Vũ Trọng Phụng, mà còn phơi bày thực trạng xã hội đầy bất công và phi lý. Thông qua nhân vật Xuân Tóc Đỏ, tác giả đã dựng lên một bức tranh xã hội nơi những kẻ vô tri và giả dối có thể lên ngôi nhờ vào sự may mắn và khả năng diễn xuất. Đoạn trích không chỉ lột tả bản chất giả tạo của nhân vật chính mà còn phản ánh sự thối nát và lố bịch trong tầng lớp thượng lưu và cả đám đông thời bấy giờ. Tác phẩm Số Đỏ nói chung và đoạn trích Xuân Tóc Đỏ Cứu Quốc nói riêng là những kiệt tác trào phúng, châm biếm sâu sắc về xã hội Việt Nam trong giai đoạn giao thoa văn hóa Đông Tây. Nhân vật Xuân Tóc Đỏ với sự giả dối, cơ hội và may mắn không chỉ phản ánh sự suy thoái đạo đức của một cá nhân mà còn tượng trưng cho sự tha hóa toàn diện của xã hội. Qua đó, Vũ Trọng Phụng đã để lại cho người đọc những bài học sâu sắc về giá trị thật sự của con người và xã hội, khiến ta phải suy ngẫm về sự mù quáng và bất công trong việc tôn vinh những giá trị không xứng đáng. Hết bài.